Làng Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức từng là một làng nổi tiếng về nghề tranh. Tranh ngày xưa thường được in trên giấy đỏ, có câu đối được viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm với những đề tài từ cuộc sống làng quê như hội làng, con lợn, con gà. Tuy nhiên, với trận lụt và đói kém, mất mùa, dòng tranh đã biến mất từ năm 1945. 3 năm trước, có một nhà nghiên cứu tên là Nguyễn Thị Thu Hòa đã có ý tưởng hồi sinh dòng tranh này. Cuộc sống hiện đại càng phát triển thì người ta là những cái bức tranh dân gian nó đã thu hẹp dần cái môi trường sống. Thế cho nên trong cái quá trình mà tôi nghiên cứu về tranh dân gian thì tôi phải về làng Kim Hoàng. Nhưng mà bản thân thôn xã cũng đã từng một lần để muốn khôi phục lên dòng tranh nhưng mà không khôi phục được vì là không có mẫu, không có đủ điều kiện. Với những tư liệu hiếm hoi ở bảo tàng, nhà nghiên cứu Thu Hòa đã cùng với các nghệ nhân khôi phục lại một số chế bản in đặc biệt của dòng tranh này. Công việc khó khăn nhất đấy là tìm cách truyền lại nghề cho những người trẻ trong làng. Nhiều lớp học và tìm kiếm nghệ nhân đã được diễn ra. Tuy nhiên, sau 3 năm, việc khôi phục làng nghề trở nên chênh vênh vì thiếu nghệ nhân giữ nghề. Cái dòng tranh Đỏ Kim Hoàng mà phục hồi lại được thì nó giữ được cái bản sắc của cái địa phương. Các cái cậu đã học được rồi nhưng mà bây giờ thì cái tiền lương thì không đáp ứng nổi cái đó cho nên là cậu cũng lại không theo được. Để phục dựng thì chúng em có những cái ấn phẩm, đó là những cái bao lì xì in lợn độc nhằm quảng bá tới mọi người thì biết nhiều hơn đến tranh Kim Hoàng. Hồi sinh không chỉ làm sống lại dòng tranh mà còn làm cách nào để thu hút những người nghệ nhân sống cùng với nghề là tìm hướng, tìm đầu ra cho sản phẩm. Đây lại là một bài toán khó hơn với những phép tính đã từng diễn ra tại làng tranh Đông Hồ hay Hàng Trống.